Sống trong xã hội hiện đại, nhu cầu và ham muốn của con người ngày càng tăng. Liệu danh vọng, quyền lực, tiền bạc có áp đảo niềm mơ ước, khát khao nơi sâu thẳm tâm hồn bạn? Liệu công việc có phải là niềm hứng khởi duy nhất tiếp thêm năng lượng cho bạn mỗi ngày? Để trả lời được những câu hỏi này, trong mục điểm sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cuốn sách Bí mật của cảm hứng và say mê của tác giả Matthew Nagrath. Thực tế, nhiều người vì quá ham mê công việc, muốn tiến thân, quay cuồng với những hoài bão mà đánh mất niềm vui cuộc sống và sự chu toàn bổn phận trong gia đình. Giữa những thành công mà họ ao ước và những thất bại họ sợ gặp phải là sự day dứt, băn khoăn, chăn trở đến kiệt quệ. Thay vì nghiên cứu những triết lý khô khan, khó hiểu, chúng ta sẽ bước vào thế giới cổ tích hồn nhiên, trẻ thơ với những hình ảnh thú vị từ việc con xấu xí đến con quỷ giống như thần lùn giữ cửa trong cửa hàng tạp hóa. Từ con chim họa mi với tiếng hót du dương đến con vợ hùng kiêu căng, ngạo mạn. Nói cách khác, chúng ta sẽ dùng chuyện cổ tích để khám phá những điều bí ẩn, cất giấu trong cuộc sống. Và thông qua thế giới chuyện cổ tích Andersen, nữ tác giả Matthew Nagrath đã nêu ra những vấn đề nan giải, những thách thức chúng ta mắc phải trong môi trường công sở và đưa ra gợi ý giải quyết vấn đề. Cuốn sách này sẽ mang thế giới cổ tích vào công sở cùng bạn, giúp bạn truyền cảm hứng, vượt lên áp lực của cuộc sống và giúp bạn có thêm nhiều niềm vui, nhiều động lực để sáng tạo và nâng cao chất lượng đời sống công sở.